Đó, mình quay Andy đang làm cái sân này cả nhà. Sáng nay tụi mình đi mua những cái gạch này nè. Xong rồi về thì làm cái sân chỗ này đó. Thì Andy làm là 3,5 nhân với 4 mét hay là 3 nhân 4 vậy? À 3 nhân 4 tức là 12 mét vuông ha. Chỉ cần đủ cái chỗ mà mình để bàn ghế xong rồi ngồi ăn uống ngoài này thôi. Ở kế bên này là cái cây hoa nhài này cả nhà. Nó nở đẹp mà nó thơm lắm luôn á. Hoa hoa nhài nhài tây đó. Hoa hoa ở Việt Nam mình thì gọi là hoa hoa lài, hoa nhài gì đó ha. Hoa mà người ta để làm trà thì là cái loại hoa nhỏ thôi. Còn cái hoa nhài này á, là cái loại hoa mà nó to, cái cây nó to một bụi như thế này nè. Mà nó tỏa hương thơm ngào ngạt luôn á. À, hoa của nó đẹp ha. Cái này là hôm trước anh đi cắt cành của nó trễ quá đó, cho nên là những cái cành mới nó ra thì nó không có ra hoa. Mình nghĩ là năm sau thì nó sẽ ra nhiều hoa. Đáng lẽ là mình phải cắt từ mùa thu thì cái cành mà nó đủ già đó nó mới có hoa. Ừ. Còn những cái cành già già nó ra hoa đẹp chưa? Hoa nó thơm ngát luôn. Der blüht ganz schön jetzt. Ja. Wenn man geschnitten hat, und dann hat er mehr Power, weil er nicht so groß gewachsen Ja. ist. Andy nói là tại vì Andy cắt đi thế là nó không có vươn lên cao á thì nó ra hoa nhiều. Đó, nhưng mà những cái cành mới thì nó chưa có ra hoa. Còn ở đây là bụi hoa hồng nè. Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng. Ở đây thì có hai bụi này nó dựa vào tường á. Trời ơi, nó nhìn nó đẹp dễ sợ luôn. Tại vì hoa nó cứ từng chùm. Một cành của nó là có tới 4 5 bông hoa gì đó. Mà cái này nó nở nha, mình thấy là mùa đông mà lạnh thiệt lạnh rồi nó vẫn nở được luôn á, nó chịu lạnh hay ghê luôn. Năm trước thì mình có cắt cành, nó mình cũng cắt bớt cành á, nhưng mà mình không có cắt hết. Hồng này là dạng như là hồng leo á, cho nên là nó vượt lên rất cao luôn, mình phải cột nó lại chứ nếu không thì nó ngã xuống hết.